cho thêm vào. Các thầy hôm nay mày đi chụp ảnh này. Vâng. Chụp ra bên kia. Đẹp rồi, chụp cái du này của mình. Của anh. Ghê quá nhỉ. Hoành tráng đấy, chưa thấy cái du to này cả. Cái này bao tiền đấy? 1 triệu. Đấy, nhà ông nào có to nhỉ, chơi cái này. To như cái mít. Đấy. Mà hàng to này nó không phải sở trường của mình. Đấy đâu anh Tuấn ơi. Trở về cũng không trở được. Mất lắm. Đấy, có cái cáng như này này. Cáng như này. La Hán quay xung quanh như du, cụ du. Đắp một bè xi măng thì sao? Cổ này bị thắt quá. Như kia là? Như thế này à? Như thế này à? Cụ điện. Trực này ngay. Trực này hay hơn bên kia đấy. Trực này hay hơn bên kia. Tay, tay cảnh mà mất cân đối. Đôi này là của mình ấy, đúng không bác? Ừ, đôi này là của mình. Đang có giá là bao nhiêu tiền một cây ạ? Như cây này là bằng nhau hết ạ? Bằng nhau. À, còn trực này hay bằng cái con mini của ông đằng kia bảo. Ông bình thường mà đặt phòng. Này hay đấy. Trực quá khỏe. Điền. Điền đúng không anh? Điền nhỉ? Điền đó. À, mặt này thôi. Mặt kia được. Mặt này thì... Mặt kia không còn. À, mấy cái đoạn này cũng... Đó. Đi. Đó. 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 Vạm vỡ đấy. Trực cũng khỏe đấy. Đấy, đang vào. Đang bị to cổ quá. Cổ to quá. Cổ to quá. Nói chung là dáng dấp cây này nó khó rồi. Còn kia thì nhàng quá. Đắp quả xi này kinh quá. Đắp quả xi măng vá bệ kiếp rồi. Long của ngày xưa đấy. Chắc là ngày xưa cái long cắt đi đấy. Phả. Ngày xưa bắt đầu phả. Vâng. Làm cái xanh này anh ơi. Suối đổ á đấy nhỉ. Đấy. Ôi lùi quá rồi. Lùi quá rồi. Tí quá. Suối. Chưa lấy xong tiền. Đấy, ông này 7 triệu. Thân to như người luôn. Đấy. Cái cây này thì mặt này thì tạm được, cái mặt kia thì không ổn lắm, với lại tay cành nó chưa hợp lý lắm, cổ hơi to. Nói chung về phải làm 1 triệu nó hợp lý.
con này thì nó là con cũng là một con điền, con giáng long ngày xưa đây, nhưng mà cắt sẽ cắt cái thân đi, hoặc là cái thân nó bị hỏng cắt đi để nuôi cái ngọn khác thành cái cây giáng khác. Tiên là trực hoành. Ở chỗ này thì vá bị làm sao đấy, người ta vá mang vào. $7 một em. Bày buồm rất dài. Tùng lúa nghệ thuật. Lúa nhưng mà cái lúa này lâu quá, thân chính là lúa. Thân tử thì đang neo ở thân chính. Đấy. Cũng hay đấy, nhưng mà nó thời gian nó để nó hơi bị trợ búa. Quay à? Phổi tàu, vâng. Quay đi bác. Chả biết cây của ai đây. Cây của ai đây? À, cây của mình à bác? Cái này bao tiền anh? 850. Cái này gì? Tàu lá chung. Ổi cũng là dòng ổi tàu nhưng mà có rất nhiều là dòng lá các bác nhá. Lá này là lá chung, có cái loại lá siêu bé đấy cơ. Lá như lá sim ấy, tím tím ấy. Chân chiếc có. Tông cao. Một mai tông cao rất hay, đang rất nhiều hoa. Đang rất nhiều hoa. Rất là nhiều hoa. Hai con ổi tàu này kinh đấy, trên 3 mét nào. Hôm nay không chốt được rồi, hôm nay khó, chắc ít ai mua về trồng một cổng thôi. Sùng 1,5 triệu. Sùng 1,5 triệu. Thời tiết ở chỗ nó bị xanh khô lắm, cái chỗ này này các bác này. Xanh suy đa. Ở đâu? Ở ngay ngay cái đường mới mà nó là Yên đúng rồi, Yên. Nhìn sang bên kia là cầu Lón Nước, núi Lón Nước mà. Đấy nhà nó ở cái khu đấy. Không, nhà nó là cái đường tắt đấy, cách đây hơn chục năm ấy, nó rộng nhiều lắm. Nó bây giờ nó là trái rồi. Suối này đẹp đấy. Đẹp lắm, anh về thích cái loại nào đi. Đâu rồi về đây. Cái suối này mình bao tiền à anh ơi? Các em ra ngoài này nó bán hàng ở ngoài này. Nhưng mà nó vừa là anh đang muốn là khi ta chỉ được đại được. Trang nhỏ tốt à? Ừ, nhưng mà dài dáng nó vuông. Không ạ. Thank you.
nó phải to hơn cái chậu nhà to ống kia để đồng kia. Cái gì gì nó phải có dễ mua à? Con lá này rất hay nhưng mà to quá. Mình mà cũng kết cũng không trượt về to quá. To rồi các bạn. Chân đế nhá. Tay tả cũng được rồi. Và cổ kia cũng sụt dịt rồi đấy. Ngon rồi đấy. Ngon rồi đấy. Chân bệ, chân bệ, khu vực này hơi khó hỏi giá các bạn, hỏi nó không thật à, mình không quen ở đằng này nhiều nên là hỏi nó nhiều khi nó không trả lời. Thích cái lạc hán phía bên kia thì hơi ấy quá, nhưng hơi cứng. Cái này phải được. Tầm 8-9 triệu quát giá bán sẽ tầm loanh quanh và 5-6 triệu nghĩ là như vậy, và có thể nó bất ngờ hơn thì mình khó lường. Theo mình thì tầm đấy là hợp lý. Ô rồi đó. Xong rồi em là hán này, em này cũng kinh đấy. Lang thang từ quen mình thì chả thấy chủ cây để mà hỏi này, buồn quá. Các bác cũng đừng trách nha. Thế là như vậy. Khi là tí nữa mẹ em lấy cái cây ổi này nhưng nó hơi chưa được ưng ý lắm, nhưng mà có khi lấy được thì nó hợp lý. Đấy. Sang chỗ kia, sang chỗ anh Lập kia nói chuyện tí. Anh Lập này, anh Lập khác.